Phong thủy làm nhà, sửa nhà và công trình năm 2020 Canh Tý. Xin kính chào quý khán giả của Phong thủy May Mắn. Xây nhà là một trong những việc trọng đại nhất của đời người. Vì vậy, khi quyết định làm nhà cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đảm bảo mọi việc được cát lành và may mắn. Trong suốt thời gian làm chương trình Phong thủy May Mắn đã được nhận rất nhiều phản hồi của quý vị khán giả về việc chọn tuổi xây nhà, xem ngày đồng thổ, thiết kế bố cục phong thủy như thế nào cho hợp lý. Đặc biệt nhất là câu hỏi: em tuổi này sang năm có làm được không? Và được sự tư vấn của thầy Gia Cát thì cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy May Mắn sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về việc động thổ làm nhà trong năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên ta xét về khai sơn lập hướng năm 2020. Khai sơn lập hướng trong 24 hướng ta xét cát hung và loại bỏ theo những tiêu chí sau để được tài lộc phú quý bình an. Thái tuế khả tọa bất khả hướng, có nghĩa là nếu làm năm 2020 năm Canh Tý thì hướng Tý Bắc phạm vào thái tuế, vì vậy tất cả những nhà hướng Bắc đều không được xây. Do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên đậu chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng khi phạm thì không gì hung họa, cũng thật khó lường. Do vậy, những nhà hướng Bắc năm 2020 trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải xem xét thật kỹ, cần phải lựa chọn thầy phong thủy uy tín, tư vấn và thiết kế bố cục phong thủy hợp lý để hóa giải. Còn về tuế phá, đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu năm làm 2020 Tý thì hướng Ngọ Nam phạm. Vì vậy, tất cả những nhà hướng Nam có tọa độ 180 cộng trừ 7,5 độ không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Vì vậy, trước khi xây thì cần phải đo đạc cẩn thận xem nhà mình có rơi vào tọa độ này hay không. Nếu đúng thì không nên xây, chọn năm khác xây. Còn rơi vào những độ số khác nhau thì cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi xây mới hoặc là sửa chữa để cắt lành nhất. Thứ ba đó là tam sát khả hướng bất khả tọa. Tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát, tai sát, chúa tể của âm khí, chết chóc và bệnh tật nặng. Năm Dần Ngọ Tuất sát hướng Bắc, năm Thân Tý Thìn sát hướng Nam, năm Hợi Mẹo Mùi sát hướng Tây, năm Tỵ Dậu Sửu sát hướng Đông. Năm 2020 kỵ tọa Nam, vì vậy những nhà hướng Nam không nên xây mới vào năm 2020. Thứ tư, sao Lực Sĩ, vốn là sao hộ thần của sao Thái Tuế là hung tinh, là thần hung, gây sát thương, tai nạn, tai họa bất thình lình. Cách tính Lực Sĩ: Hợi Tý Sửu, Lực Sĩ tại Cấn; Dần Mão Thìn, Lực Sĩ tại Tốn; Tỵ Ngọ Mùi, Lực Sĩ tại Khôn; Thân Dậu Tuất, Lực Sĩ tại Càn. Năm 2020 kỵ hướng Đông Bắc, vì vậy những nhà tọa Khôn hướng Cấn không xây mới hay là sửa chữa trong năm 2020. Thứ năm đó là ngũ hoàng sát. Ngũ hoàng được tính theo huyền không phi tinh. Ngũ hoàng là đại sát tinh về bệnh tật, chết chóc, tai nạn, bại sản. Năm 2020 ngũ hoàng đại sát hướng Đông, để tránh những tai họa do ngũ hoàng đại sát mang đến, những nhà hướng Đông năm 2020 tuyệt đối không xây mới hay là sửa chữa. Thứ sáu đó là Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, kỵ tọa nhà. Năm Giáp Kỷ tại Sơn Thìn Tỵ, tối kỵ luôn vào tháng Thìn Tỵ, tức là tháng 3 và tháng 4. Năm Ất Canh tại Sơn Dần Mão, năm Bính Tân tại Sơn Tuất Hợi, năm Đinh Nhâm tại Sơn Thân Dậu, năm Mậu Quý tại Sơn Ngọ Mùi. Năm 2020 không tọa nhà Sơn Dần Mão, những nhà hướng Đông Bắc tọa Thân hướng Dần và nhà hướng Đông tọa Dậu hướng Mão không xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Thứ bảy đó là Mộ Long Biến Vận Sát. Phạm Mộ Long thì không được tọa nhà ở đó sẽ làm cho người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ. Phạm Mộ Long không hóa giải được, chỉ có cách đợi tháng nào có các tinh đến thì sửa, tạm thời chấp nhận. Ví dụ, năm Kỷ Hợi xây dựng căn nhà tọa Tý hướng Ngọ, Long Mạch từ Tý đến Long Tý, đem đối chiếu với bảng hồng, phạm ngũ hành thì thuộc hành thủy, thủy cục thì mộ khố tại Thìn. Xét Kỷ Hợi thì lấy ngũ thử độ thì ta khởi Giáp Tý. Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, ta biết rằng vào năm Kỷ Hợi mộ khố của căn nhà tọa Tý là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc, mà năm Kỷ Hợi có nạp âm là Bình Địa Mộc bằng với Mộ Long là tốt. Hành của Mộ Long bằng sinh, nhập,
và khắc xuất với sao nạp âm năm tháng ngày giờ tốt, sinh xuất và khắc nhập là hung. Năm 2020 mộ Long tại bốn sơn Càn, Hợi, Đoài, Đinh. Vì vậy những nhà hướng Đông Nam tọa Càn hướng Tốn, tọa Hợi hướng Tỵ không xây mới, nhà hướng Tây tọa Mão hướng Dậu không xây mới, nhà hướng Bắc tọa Đinh hướng Quý không xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Cần phải tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia để được tư vấn chi tiết và cụ thể, từ việc chọn thời điểm làm nhà đến tư vấn bố cục phong thủy hợp lý với thế đất và tuổi của gia chủ đảm bảo cho việc xây nhà năm 2020 được cát lành may mắn. Thứ 8, đó là không phạm lạc quái. Lạc quái là đường sơn hướng của nhà, đường tâm cổng, cửa nằm sát vào phân tuyến giữa các quẻ. Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng lục đục, anh em bất hòa, vận nhân hay mắc phải bệnh tâm thần, nhiều sự bất hạnh liên tiếp xảy ra, người ta gọi là lạc quái, là tiện cục. 9, đó là không phạm âm dương, sai thác âm dương, là đặt sơn hướng của nhà hoặc là tâm của cổng cửa nằm đúng vị trí của bát long sau, bính thìn, kỷ tỵ, kỷ mùi, nhâm thân, nhâm tuất, ất hợi, quý sửu, bính dần. Nhà phạm vào âm dương sai thác là tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này thì hay bị kiện tụng, miệng tiếng thị phi, khẩu thiệt, tổn nhân đinh, dễ mất trước, giới sĩ bị bôi bẩn, hoen ố. Nhà còn gọi là nhà bại cục. Sửa nhà cơi nới ngoài các yếu tố trên thì chú ý không được sửa chữa nhị hắc đáo hướng, hướng nam năm 2020. Như vậy trong 24 sơn hướng, những mảnh đất có sơn hướng sau không được khởi sự. Đó là Tý, Ngọ, Nhâm, Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão, Ất, mộ Long tính riêng cho từng hướng. Các sơn hướng khác thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để chọn được thời điểm và bố cục xây nhà hợp lý nhất. Chọn tuổi đồng thổ cất nóc, cách tính kim lâu, lấy tuổi mộ chia cho 9 mà dư 1 là kim lâu thân, dư 3 là kim lâu thê, dư 6 là kim lâu tử và dư 8 là kim lâu lục xúc. Hoang ốc, lấy tuổi mộ tính theo bàn tay hoang ốc vào số 1, 2, 4 là tốt, số khác thì không làm được nhà. Về tam tai thì tuổi thân Tý Thìn tại Dần Mão Thìn, Dần Ngọ Tuất tại Thân Dậu Tuất, Hợi Mão Mùi tại Tỵ Ngọ Mùi, Tỵ Dậu Sửu tại Hợi Tý Sửu. Nếu tuổi của bạn phạm một trong ba yếu tố trên thì tuyệt đối không động thổ cất nóc. Hướng nhà hung 4 năm thể hiện, phong thủy hung 5 năm sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích của chuyên gia phong thủy may mắn về việc xây nhà năm 2020. Như quý vị đã biết thì phong thủy là một bộ môn khoa học có từ hàng ngàn năm trước. Nó đã được kiểm chứng trong suốt thời gian qua. Vì vậy, chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi tiến hành xây mới hay là sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân rồi mới chạy. Nếu có ý định làm nhà thì hãy chuẩn bị trước ít nhất 3 đến 6 tháng, chậm nhất là 1 đến 5 năm để chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc mình tuổi gì mà hãy xem mảnh đất mình định làm nhà có được hướng là bao nhiêu độ, tọa bao nhiêu độ, sau đó sử dụng la bàn, la kinh hay là điện thoại tốt để đo xem hướng đó có bao nhiêu độ, rồi cho thầy biết, thầy sẽ cho bạn lời khuyên. Tất nhiên còn nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy, việc lựa chọn được thời điểm làm nhà là hết sức quan trọng, cần phải có được sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy uy tín. Bởi vậy, nên quý anh chị đừng ngần ngại liên hệ với các thầy phong thủy may mắn để được tư vấn hỗ trợ chi tiết cụ thể. Hãy đăng ký kênh để nhận được những kiến thức phong thủy bổ ích, ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.